Dạ em xin chào tất cả quý bà con đến với kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ nha. Dạ thì như thường lệ bà con, thì tối nay em lại lên cho bà con mình một số cái mẫu máy cưa ha. Hôm nay em lên một mẫu thôi bà con. Một mẫu cưa Estin của dòng MS180 ha. Thì đây cũng đang soạn hàng cho khách nè. Những cái đơn hàng đã lên đơn cho khách rồi. Những cái máy cắt cỏ UMK nguyên thùng chính hãng á, với những con máy cưa Estin tầm trung. Thì sẵn đây em làm một cái clip thì giới thiệu tất cả bà con mình cái mẫu này trên kênh Thành Thịnh luôn. Thì cái mẫu cưa ít tiền chính hãng của Đức ha. Rồi thì bây giờ em sẽ thu khùng giới thiệu bà con mình xem cái mẫu này như thế nào ha. Dạ trước mắt bà con mình là cái dòng cưa ít tiền của thương hiệu đến từ Đức. Và cái dòng này hiện tại đang sản xuất tại Trung Quốc nha. Đây là hàng chính hãng cho bà con ha. Model là MS180. Rồi thì bây giờ em sẽ khui ra giới thiệu bà con mình xem nó như thế nào ha. Thì đây chắc là lần đầu tiên em giới thiệu trên kênh của Thành Thịnh bà con. Còn cái dòng này thì nó khá là phổ biến rồi. Thì hiện tại trên thị trường thì hai cái dòng ít tin mà bán nhiều nhất mà ở phân khúc tầm trung á, thì là một 80 với 250 bà con. Tại vì hai cái mẫu này thì phụ tùng ở Việt Nam nó nhiều lắm. Hàng chính hãng có, hàng Trung Quốc có ha, nên dễ dàng bà con mình thay thế sửa chữa khi mà mua nếu mà gặp trục trặc vấn đề gì ha. Kiểu như hàng nó phụ tùng nó đa dạng phong phú thì mình dễ xài con, khỏi sợ giống như hàng bãi. Rồi phụ tùng đầu tiên là một cái cây tiếp mở buri rồi con ha, tên đây nó có khắc Estin luôn ha, một đầu 13 một đầu 19, một cây vít chỉnh trên đây vẫn có Estin luôn ha. Một sợi xích xích mini nha. Đây một cái thân máy để xem trong cầu gì đó, một cuốn sách hướng dẫn sử dụng mà con, dành cho dòng MS170 180 ha. Một cái bao lam nè, đây là hàng chính hãng nhưng mà con ha, lưu ý nha, đây là hàng chính hãng 100% có tên. Đây bao bì của ha, thì một thùng to nó gồm hai cái nha bà con, hai cái bốn cái. Đây có tem phụ ha, máy cưa cầm tay ít tên MS180 có công ty nhập khẩu nơi xuất xứ đàng hoàng bà con ha. Bà con mình có thể là theo dõi kỹ trên đây nha. Đây em zoom lại nha. Đây nhập khẩu bởi công ty thiết bị cơ khí THK Việt Nam nha, là cái ông mà nhập khẩu trực tiếp và phân phối tại Việt Nam nha. Đây gõ thùng ha. Rồi đi vào con máy rồi con ha. Đây để em để lên cái bàn xoay đi, xoay vào con mình xem dễ ha. Thì gần đây em hay giới thiệu bà con mình những cái dòng máy cưa máy cắt cỏ chính hãng á, để cho bà con mình có điều kiện kinh tế khá khá muốn trải nghiệm những cái dòng máy chính hãng thì đón nó về sử dụng ha. Thay vì mình mua hàng bãi thì mình thêm một ít nữa mình mua hàng chính hãng mình xài chắc cú hơn. Đây là cái mặt trước rồi ha, ở tên này nó có dán tem nè, Made by Estin in China ha, sản xuất tại Trung Quốc nha, là nhà máy đặt tại Trung Quốc các bà con. Còn công nghệ linh kiện đó, đồ cũng là Estin hết ha. Trên bô nó cũng đóng Estin nè. Nói chung hàng chính hãng bà con nhìn vô cái phát biết ngay, tất cả cái phụ tùng linh kiện đều có Estin hết. Đây Estin MS180 ha. Trên cái tay phanh tay thắng đó bà con, nó cũng có đầy đủ cái thông tin hết nè. Con này sản xuất tháng 3 năm 2022 nha bà con. Đó, nhìn cái mẫu khá là đẹp nha. Thì cái màu đặc trưng của Estin là màu trắng cam nha. Đó. Cái này là độc quyền trên toàn thế giới nha bà con ha. Estin, trên đây có một cái chữ Estin nổi luôn ha. Hai con tán 19 nè. Một màu rất là đẹp. Thì con này công suất nó tầm khoảng 32 cc bà con ha. Và piston của dòng này 38 ly, là một trong những cái dòng cưa mà gọi là cưa mini tầm trung á, thích hợp cho bà con mình leo tèo tỉa cành tỉa nhánh trên cao đấy. Nó rất là gọn, rất là nhẹ và thích hợp cho những cái cô chú mà lớn tuổi á, sử dụng ở gia đình.
thì nó không có quá nặng mà cũng không quá nhẹ con. Thì cân nặng nó tầm khoảng 4 kg, 4 kg mà chưa lâm xích nha, thì có lâm xích vô nữa thì tầm khoảng 4 kg hơn một xíu. Hai ốc gắn lâm to rất là dễ xài ha, đây là một ốc lâm bằng nhựa nha. Đây là cái e cũng như cái công tắc luôn, tích hợp ít tin này thường tích hợp nữa luôn. Đây cái chuông là chuông trái khế nha, này có ít tin luôn ha. Đây có hệ thống bơm nhớt nè, chỉnh tăng đưa rồi ha. Con này piston nó 38 ly nha bà con, tua rất là nhanh nha, rất là đẹp rồi. Này có hai cái nắp đen ha. Cái nắp đen ngoài sau cho tay cầm là nắp này là nắp châm nhiên liệu của con, là xăng pha nhớt ha. Ở trên đây nó có cái bình xăng, nó có cái mực nè để bà con mình thấy được cái lượng xăng bên trong còn ấy hết nha. Còn nắp ngoài trước này là cái nắp chứa nhớt thải này, có hình mà con thấy không, cái mắt xích và cọng giọt nhớt nè, là nhớt bôi trơn lâm xích nha. Còn ở đây nó có cái hình cây xăng nè, cọng giọt nhớt là xăng pha nhớt ha. Con máy là máy 2 thì nha. Thì bà con mà lưu ý hiện tại trên thị trường Việt Nam thì em thấy là đa phần hầu như phải nói là 100% á thì máy cưa là sử dụng 2 thiểm nha, xăng riêng nhớt riêng là không có nha. Nhớt riêng là nhớt bôi trơn lâm xích, còn trong đây bắt buộc phải là hỗn hợp nhiên liệu xăng pha nhớt nha, tại vì cái máy cưa đòi hỏi cái tua nó nhanh á nên thường sử dụng động cơ 2 thì. Còn đối với những cái đời cổ mà gọi là cổ từ cái thời Napoleon nữa thì nó có 4 thì ha. Rồi thì trên đây nó có tích hợp công tắc ha. Khởi động thì bà con mình lưu ý nha, là mình bóp cái ga này vô nè và mình gạt hết cái e xuống dưới ha, bà con mình giật chừng 2 cái 3 cái á. Còn nếu mà cưa mình chưa xài thì nó thể là hơn ha, 5 cái 6 cái, khi nó nổ nó ho lên bà con mình trả em một cái lên tới mức thứ hai nè đó, lên mức thứ hai xong rồi bà con mình giật nó sẽ nổ ha, giật sẽ nổ bà con mình gạt e lên cái nó bóp lên nè đó, thì lúc đó bà con mình thao tác bằng ga nó sẽ nhảy ha. Còn bật lên xuống không là tắt nha. Đó, nó có 4 nấc nha con ha. Thứ nhất là mình bóp cái tay thắng, bóp cái tay ga nè, gạt xuống sát dưới nha, tại mình bóp mình mới gạt được nha con, nó là đóng e nè. Rồi khi mà giật 4 5 cái nó ho lên đó, bà con mình gạt e lên mức thứ hai nè, thì này là ở là cái mức ga cầm chừng thì nó sẽ lớn hơn ganti. Khi bà con mình giật thêm một cái nó nổ nữa thì bà con bóp ga nó sẽ nhảy về ga bình thường là ganti đó, bà con mình nẹt ga thì nó có bốc thôi. Nó thì con này nó cũng khá là nhẹ nên cân không nè, đây con 4 kg đúng nha, 4 kg đúng mà chưa lâm xích. Thì bà con mình lắp lâm xích vô nữa thì em cho dữ lắm cũng gần ký thôi, tại lâm xích nó cũng khá là gọn. Đây con này bà con mình leo tèo tỉa cành tỉa nhánh là thôi rồi vô địch đó. Và cái phụ kiện nữa là cái bộ lâm xích của nó bà con, bây giờ em sẽ thui bộ lâm xích nha. Đây xích này xích chính hãng của tiên luôn nha. Đây là xích ít tin nha con ha, xích này xích vuông 3 nha, xích mini nha, và cái cổng xích này dài là 30 mắc rưỡi, 30 mắc rưỡi. Khi mà con mình tính mắc mà tính cái ngạnh nha con, 1 2 3 4 nha, tính cái ngạnh không phải tính cái chân này nha con. Nếu mà 30 mắc rưỡi là tới 61 cái chân này, còn cái mắc cắt là mình tính mắc này đó. Và cái lam đi của nó đây, cái lam của nó thì hiện tại nó có 2 dạng mà con ha, thì cũng đều là lam trên riêng của hãng hết nha. Đây những cái dòng cưa ST này nó sử dụng lam là lam bánh xe nha, lam nhông lam bánh xe, đây sản xuất tại Đức nha, trên đây có những cái thông số con, nó lam là lam 18 inch nha, chiều dài là 45 cm, sử dụng xích là 3/8, độ dày chân là 1.3 và sử dụng xích là xích 050 á. Đây 61 cái chân mà có 61 cái chân và cái chân dày là 1 ly 3, cái khoảng cách bước xích là 050, xích là sinh 3/8 này. Và đây là một mẫu lam đó con, nó cũng là lam của chính hãng Austin thôi, nhưng mà cái mẫu lay 04 nhìn cũng khá là đẹp nha, chất lượng như nhau nha, nó không khác gì cả. Đây là mẫu lai 04 nè, đó cũng là lâm nhông hết nha,
nó giống nhau hoàn toàn, nó chỉ khác cái sơn thôi con ha. Đây cũng làm 48 bộ 45 cm 18 inch 61 chân, độ dày chân là 1.3050 3.8, giống nhau hoàn toàn. Mà lam này thì nhìn nó hầm hố không mà con ha, nó sơn lên nhìn nó đẹp ha. Lai 04 rồi, cái quan trọng của con này nó là cái mức giá mà con, thì nó giá bên Thành Thịnh thì em nghĩ là rất là tốt rồi. Em cũng không biết thị trường giá hiện tại là nó cao thấp xuống lên xuống như thế nào, nhưng mà hiện tại thì bên em đang ra với giá mong muốn là 4 triệu 500 ngàn ha. Thì với mức giá là 4 triệu 500 ngàn này thì em sẽ bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Thì phụ kiện kèm theo là như thế này bà con. Một cái thân máy nè, một cái ốp lam, hai con tán gắn lam, tiếp mở buri, một cái vít chỉnh, một sợi xích ít tiên xịn mini 31 mắt rưỡi, và một trong hai cây lam này nha. Đó, một trong hai cây lam này thì bóc ngẫu nhiên mà con ha. Một cái vỏ lam và một cái sách hướng dẫn sử dụng ha. Đó, đó là tất cả những cái phụ kiện, và một cái vỏ thùng thạch tông như thế này nữa. Rồi, thì đó là tất cả những cái phụ kiện của cái con cưa chính hãng của Đức ha. Estin MS180. Đó, thì em xin nhắc lại nha, công suất 32 cc, piston 38 ly. Thì 38 ly mà tua nhanh nữa thì nó phục vụ cho bà con mình cắt cành cắt nhánh trên cao nè, những cô chú mà lớn tuổi á, tỉa cành tỉa nhánh nó sẽ dễ dàng hơn á, máy nó nhẹ hơn, mình thao tác nó sẽ dễ hơn, không có quá nặng. Thì em cam kết đây là hàng chính hãng của Đức nha, hàng chính hãng của Estin luôn, nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc. Thì con này bình xăng nó cũng khiêm tốn, con bình xăng nó chỉ có 0,25 lít thôi, và cái bình nhớt đó con, cái bình nhớt nó thì tầm khoảng 0, gần 0,2 á, 0,2 lít thôi, nó cũng nhỏ. Nó thì bà con mà có quan tâm cái sử dụng cái dòng máy cưa chính hãng thế này á, giá 4 triệu 500 ngàn mà được bao ship á, thì cứ liên hệ với em ha, qua số của Hành Thịnh là 0858 335 778 ha, để được tư vấn cũng như là chốt đơn cho mình ha. Và đặc biệt bên Thành Thịnh là không cần cọc hàng không ha, chỉ cần liên hệ số điện thoại là 0858 335 778, chốt đơn cho em xin cái tên người nhận, số điện thoại, địa chỉ và gửi hàng thôi, nhận hàng kiểm tra thanh toán ha, đúng như những gì em giới thiệu, và thanh toán cho shipper đúng 4 triệu 500 ngàn, không phát sinh bất kỳ chi phí nào cả. Rồi, em cảm ơn bà con mình đã dành chút thời gian quan tâm cái sản phẩm cưa Estin MS 180 bên Thành Thịnh ha. Này, cho bà con ngắm lại một lần nữa. Rất là đẹp luôn. Cưa rất là nhẹ, rất là gọn. Và con này nó là một cái hệ thống mà giảm xóc bằng lò xo mà con ha, và tay cầm nè, nó những cái cao su giảm xóc nè, thì cắt nó rất là êm, rất là đầm nha. Đây, dây giật Estin luôn ha. Thì những con này thì linh kiện phụ tùng thay tháo là thoải mái ha, mà con yên tâm nha. Khi mà con mình mở cái nắp nè thì gạt e xuống sát cùng, dặn ra trở lên ha, rất là dễ. Đây có tay phanh ha, khi bà con mình sử dụng là khi đẩy về trước là khóa nè, nó là máy mình chạy thì này sẽ đứng yên ha, nó giúp cho bà con mình thao tác trên cây nó an toàn hơn, giật mà lỡ cái lên ga thì nó cũng không có quay được lam xích, nó không ảnh hưởng đến tay chân mình, hoặc là khi mình giũa thì xích mình sẽ đứng yên á, nó không có chạy tới cho luôn, mình giũa nó sẽ ok hơn. Đó, bà con mình sử dụng cái bóp vô đó thì này sẽ quay được rồi. Đó rồi rồi, thì đó là những gì mà em giới thiệu về cái con Estin MS 180 á. Thì bà con mình có nhu cầu có quan tâm thì cái alo ha, số điện thoại của Thành Thịnh á. Dạ rồi, em xin cảm ơn, xin chào tất cả bà con mình ha, chúc bà con mình một buổi tối tốt lành ạ.